khiến cho lòng anh thêm chơi vơi. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Khi yêu thương em giấu trong lòng, ngày ngần em đắn đo nên yêu anh không. Sẽ có khi gian khó u sầu, làm tình yêu cách xa không một ai thấu. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Bon ơi, nè chị hai có chuẩn bị đồ chơi cho Bon nè. Trời ơi, nguyên chiếc xe hơi bự luôn nè, to lắm nè, hơi bự lắm nè. Cho Bon nè, nhà có mấy đứa cháu vậy chắc là bà nội vui lắm Dượng ha. Vậy mà có mấy đứa cháu, có hai đứa thôi, có con và Bon Bon đây là cháu nội đích tôn. Nhìn mặt cô cũng ngây thơ trong sáng đó, nhưng mà không biết liêm sĩ đúng không, không có lòng tự trọng đúng không? Sao cứ thích làm người thứ ba chen chân vào để phá hoại hạnh phúc của người khác vậy? Tại sao tôi phải phá hoại hạnh phúc gia đình của chị chứ? Chị nên ở nhà giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình thì hơn. Con chào thím. Cô... Dựa vào báo cáo khách hàng thì em thấy nhu cầu sử dụng nông sản organic đó, nó vẫn chiếm tỷ lệ rất là cao. Em nghĩ là mình nên đẩy mạnh về vấn đề là tìm kiếm đối tác mới á. Em còn yêu Ngân không? Anh Khôi. Khôi, nghe em nói gì không vậy? Xin lỗi, em nói tiếp đi. Anh bị sao vậy? Không sao... có gì. Anh có không được khỏe không? Không có, em nói tiếp đi. Em nói là cả em và anh Lộc đều đồng ý là sẽ tìm một cái đối tác mới để cung cấp nông sản organic đó. Tại vì những đối tác hiện tại đều đưa ra giá thành hơi cao. Ngân về chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mặt hàng nông sản organic. Nếu để Thiên Ý và Ngân chạm mặt, chị sợ Ngân gặp khó khăn. Anh nghĩ không cần đâu. Các đối tác của chúng ta hiện nay đang rất ổn, chúng ta không cần phải thay đổi. Nếu như họ đưa giá thành quá cao, bất hợp lý, thì để anh nghiên cứu về dòng sản phẩm khác. Em thấy nông sản organic vẫn là một miếng bánh rất là ngon. Mà chẳng phải đây là tâm huyết của anh lúc đầu sao? À, hay là anh sợ em gây khó dễ cho Ngân, tại vì Ngân cũng phát triển mặt hàng này. Không có. Không có thì tốt. Vậy thì em tiếp tục tiến hành tìm kiếm đối tác mới nha. Đây là một trong những món mà mẹ với lại chú Khôi thích đó. Công thức thì như chị em mình nấu nãy giờ. Mai mốt chị không có ở đây nữa thì em cứ như vậy mà làm ha. Em thấy là sao nhà mình không ra ngoài ăn cho tiện, nấu nướng ở nhà mất công. Chú Khôi thích ăn ở nhà, như vậy thì những người trong nhà mới gắn kết tình cảm với nhau hơn. Muốn chinh phục được tình cảm của chú Khôi thì em nên học vài món mà chú Khôi thích nhất. Con đường đi đến trái tim của người đàn ông chính là đi qua bao tử mà. Nhưng mà em lại thấy phụ nữ không nên hạ thấp giá trị của mình, suốt ngày cứ ru rú trong bếp, đúng không chị? Em nói đúng. Mình không có biến mình thành nô lệ của nhà bếp, nhưng mà nếu như mình vào bếp để nấu những cái món cho người mình yêu thương thì đó là điều hoàn toàn khác nha. Nếu như vậy thì em sẽ vì anh Khôi mà nhất định phải cố gắng. Chào các con. Bác, mẹ, chú Khôi. Em. Bữa sáng ngày hôm nay là do con xuống bếp làm bữa ăn sáng cho cả nhà mình á. Tất nhiên là phải có sự hỗ trợ của chị Kiều rồi. Con mà tự tay nấu chắc ngon lắm đây. Con trễ rồi, con xin phép đi làm. Ủa chú? Chưa có trễ, dùng ăn sáng đi. Dạ. Cố gắng dậy sớm đi, đừng để cho mọi người phải náo loạn lên gì con. Như ra. Dạ. Lấy thêm phần nữa. Dạ tôi mời con ạ. Con cảm ơn gì? Dạ. Con mời cả nhà. Ăn thử cho con. Thôi đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Con xin phép mình trước. Dạ. Con xin phép ngọt, xin phép đường, không biết mẹ không đi. Ủa, Kiên kêu xuống hả con? Dạ, con lên gọi ảnh. Hey man! Hey! Hey! Man á! Đúng rồi, man á. Tôi tên Nam. À, Nam hả? Nam là chủ vườn rau đây hả? À đúng rồi, có gì không? Trời ơi. Dạ. Mừng quá, từ hôm nay kiếm anh cũng chết luôn. Ủa, kiếm tôi chị? Thì mua rau chứ chị. Mua rau thì ở đây thiếu gì vườn? À, nhưng mà không có đủ, tôi muốn mua một số lượng lớn. Số lượng lớn hả? Ừ. Anh muốn mua số lượng lớn rồi mà nhiều không? Thì tôi mua hết vườn rau của anh luôn á. Hết vườn rau tôi hả? Ừ. Mừng quá không? Mừng quá. Vẫn chơi hoài, mua vàng cho chết hả? Anh có biết cái vườn rau là rau nhiều lắm không? Biết lượng rau nhiều cái nào không? Biết chứ, biết mới mua nè. Nếu mà anh để được giá tốt tôi sẽ mua lâu dài luôn. Thằng cha này nói thiệt hay nói giỡn vậy trời? Hay là có đồ ba trợn ba xạo ở đâu tới phá đám mình? Nè, thiệt không vậy? Tôi nói vậy thôi chứ cũng phải suy nghĩ lại. Biết ngay là cái đồ tào lao, tới đây nổ bánh vườn rau của mình. Ê, nghe nói là vườn rau này anh trồng theo chuẩn organic hả? À đúng rồi, ở đây có nhiều vườn lắm nhưng mà chỉ có vườn rau của tôi là chuẩn organic thôi. Tại vì sao? Tại vì tôi là kỹ sư giỏi nhất cái vùng này. À, vậy thì tốt quá, vậy tôi sẽ mua hết. Nhưng mà cũng chưa đủ nữa, tôi cần một số lượng nó lớn hơn. Thằng cha này dai thiệt. Được, muốn nổi cái gì? Ở đây nổi cho tới bến luôn. Nhầm nhò gì đâu, vậy tôi còn mấy giường giống vậy đó. Bây giờ anh muốn mua số lượng cỡ nào tôi cũng đáp ứng được. Thiệt không? Thiệt. Chắc không? Chắc vô bắp. Ok. Cho số điện thoại đi. 0989 300 003. Alo, phải số điện thoại của anh Nam không? Ê, ủa sao ông đứng đây mà ai bắt điện thoại vậy? Điện thoại tôi để ở nhà, người nhà tôi bắt giùm á. Ok, vậy thì tốt quá. Rồi. Thôi, tôi về nha. Nhớ nha, nhớ mùa đầu nha. Ok, vậy tôi về nha. Tôi chờ nha. Ok, sẽ gọi lại cho. Rồi. Nổ hả cưng? Cưng nổ gặp anh nổ lại cho banh xác. Nghe nói có mấy vườn rau có chạy mất dép. Xin số, ok. Bắt cái đồ tàu lao thì chứ. Mẹ gọi con có chuyện gì? Có phải là con muốn cưới Thiên Ý đúng không? Dạ. Vậy thì thái độ lúc nãy của con là sao vậy? Lạnh nhạt, hờ hững với giờ sắp cưới của mình. Người ngoài họ nhìn vào á thì họ sẽ nghĩ gì chứ? Tại sao lúc nào mẹ sống mà cũng nghĩ người ngoài nghĩ mình cái gì? Là sao? Con có biết cảm nhận của con Thiên Ý không? Con phải biết nó là đứa con gái mà nó đã chờ đợi con 3 năm nay rồi. Con suy nghĩ lại đi, tìm đâu được một đứa con gái tốt cho Thiên Ý chứ. Con cũng nói là cưới cô ấy rồi cơ mà. Câu nói của con có vẻ giống như là bị ép buộc để cưới Thiên Ý hả? Vậy thì bây giờ mẹ muốn con làm cái gì? Mẹ không muốn con làm gì hết. Mà con nên làm những cái mà con cần làm của một người chồng đối xử với một người vợ. Mẹ sao vậy? Mẹ không sao hết á. Nhiều chuyện suy nghĩ quá cho nên mẹ hơi nhức đầu. Dạ, vậy con xin phép lên công ty. Nếu như có chuyện gì mẹ cứ gọi cho con. Mẹ biết rồi, mẹ không sao đâu. Dạ, mẹ giữ gìn sức khỏe. Mẹ uống nước đi mẹ. Ừ, mẹ cảm ơn con. Ủa, sao con lại thuê nhà ở đây? Con muốn ở gần nhà cũ của mình. Con đang cố gắng đi làm kiếm tiền. Khi nào đủ tiền, con nhất định sẽ mua lại căn nhà của hai mẹ con mình. Có mục tiêu như vậy là tốt á. Hay là để mẹ phụ con nha. Thôi bây giờ mẹ với Dượng có thêm em Bòn Bon nữa. Chị hai như con chắc ra rìa quá. Ừ, cũng đúng. Má. Nói vậy thôi chứ mẹ có một chị hai với lại một em trai út. Mẹ đâu có bỏ ai được đâu. Cưng hết nấc luôn á. Thương mẹ quá à. Nhưng mà mẹ biết sao không? Sao? Con ở đây á thì mẹ muốn đến thăm con cũng tiện hơn. Từ ngày mai mẹ với Dượng sẽ dọn ra ở riêng, cho nên con muốn đến thăm mẹ lúc nào cũng được. Dọn ra ở riêng? Ừ. Buộc có chuyện gì hả mẹ? Không có chuyện gì đâu. Chỉ là mẹ muốn ra ở riêng vậy thôi. Chắc là cũng tại vì con đúng không? Nội không muốn gặp con nên làm cho mẹ khó xử. Không phải như vậy. Mẹ với Dượng muốn ra ở riêng là vì ở trong nhà mà có hai nàng dâu thực ra không có thoải mái lắm. Ra ngoài sẽ tiện hơn. À, mà con thấy cũng đúng á. Mẹ với Dượng dọn ra ngoài ở riêng, vậy thì chắc chắn là hai người sẽ có không gian riêng. Tình cảm sẽ nồng thắm hơn. Biết đâu được trong một thời gian rất ngắn con sẽ có thêm một đứa em nữa thì sao? Trời ơi, ở đâu ra? Chắc chắn là có. Thôi đi. Những ngày ở bên đó con thèm cái cảm giác mà được ôm mẹ giống như vậy nè. Mẹ còn thèm ôm con hơn gấp trăm lần luôn á. Vậy thì ôm mẹ thiệt là chặt luôn. Bây giờ đừng có buông mẹ ra nữa nha. Dạ con nghe. Mẹ bình tĩnh đi. Mẹ cứ nôn nóng như vậy là hư chuyện hết. Những gì con hứa với mẹ nhất định con sẽ làm được mà. Con biết rồi. Xin lỗi, con đang nói chuyện hả? Dạ đâu có đâu bác. Bác chỉ muốn khen là lúc sáng á, con nấu đồ ăn sáng ngon lắm. Dạ, đồ ăn sáng lúc sáng là của chị Kiều nấu, con chỉ phụ thôi à. Bác biết con là tiểu thư cành vàng lá ngọc mà con chịu khó xuống bếp để nấu ăn như vậy là tình cảm của con đối với thằng Khôi rất là nhiều. Nhưng mà cũng có thay đổi được gì đâu bác. Trái tim của anh Khôi cũng đâu có hướng gì con. Con à, thằng Khôi là đứa cố chấp, nó nặng tình nặng nghĩa, nhưng mà bác nghĩ là nó đã thông suốt rồi. Vả lại tình yêu cũng giống như là cây là lá vậy đó, mình cần phải vun đắp thì mới có kết quả được chứ. Có thật là anh Khôi sẽ thay đổi và yêu con không bác? Bác tin là nó có thay đổi. Nó đã chịu cưới con thì tức là nó đã có tình cảm với con rồi, đúng không? Con cũng hy vọng là những gì bác nói sẽ sớm thành sự thật. Thôi, con làm chuyện của con đi nha. Bác vô bếp chút xíu. Dạ. Ê! Gì vậy? Tôi ngồi đây nè. Thì bà ngồi đó. Vô nhà tôi không chào hỏi tôi gì trơn á, qua nói chuyện với con chim. Tôi chào bạn tôi trước được không? Thương bạn quá ha. Dẫn bạn về nhà. Không thích, thích để bạn ở đây á. Ngay ngược hả? Mới đi giường vô hả? Ừ. Mắc gì quạo? Thì ở ngoài giường gặp cái ông gì tào lao dễ sợ. Ai? Ai tào lao? Không làm gì nó ông tào lao. Muốn làm gì tôi là làm, xin lỗi nha. Không có dễ làm gì tôi đâu nghe. Dễ mà. Ôi đi giỡn hoài. Ông làm gì nó không tào lao? Thì nổ. Rồi gặp tôi là nổ liền. Nè, gặp tôi hỏi giờ muốn mua nguyên cái vườn rau organic của mình được không? Nổ là nổ chỗ này nè. Mua mà không hỏi giá. Chưa kể nha, ông còn nói là ông muốn mua một cái số lượng lớn, gấp cả chục lần cái vườn rau của mình. 10 lần? Gấp cái 10 lần. Rồi ông nói làm sao? Nhiều khi người ta muốn mua thiệt á. Chứ làm sao? Cái gì? Gì? Ông với người ta hả? Ông mới tào lao á, ông mới tào lao á. Tào lao gì? Mình đâu có đủ số lượng đâu mà giao cho người ta 10 lần. Trời ơi, tôi bà cầm ơi bà cầm. Con mắt của tôi nha, nhìn người ghê lắm. Tôi liếc qua một cái là tôi biết là dân nổ. Nổ với tôi nổ lại liền. Đòi mua hả? Mua thì tôi luôn. Trời ơi, con mắt ông tin tường thiệt. Chỉ có con mắt tôi mà không tin tường nè. Không biết làm sao mà có thể, trời ơi, bao nhiêu năm đây mà ông thiệt điên khùng gì á. Gì vậy? Ai mà điên khùng lắm mới thương ông á. Ba cái chuyện mà làm ăn mà giỡn được. Ủa là sao? Ủa là điên khùng mới thương tôi là sao? Bà Cam nói cái gì không hiểu gì hết trơn. Khôi! Sao vậy em? Anh định đi bộ tới khi nào lận? Chứ không phải em đòi đi dạo hay sao? Nhưng mà mình đi suốt 1 tiếng rồi. Chân em cũng đau lắm rồi. Vậy thôi đi về nha. Tại sao lại là đi về? Chứ không phải em đau chân sao? Nhưng mà hiếm hoi lắm anh mới đưa em ra ngoài mà. Em nói là đau chân thôi chứ đâu phải là đi về. Hay bây giờ mình đi kiếm chỗ nào ăn được không? Nha. Đồ ăn ngon luôn an ủi tâm hồn mình mà chú. Sao chú không ăn đi? Nhưng mà con đói. Chú đã chu đáo cho nhân viên vậy á thì con không khách sáo nha. Có chuyện gì vậy anh? Không có gì. Thôi mình đi ăn nha. Ngân. Chào con. Chào cô. Xem ra mình cũng có duyên quá ha. Nhưng mà coi ra đây là duyên dữ chứ không phải là duyên lành. Kỳ Thiên Ý, em nói gì sai chứ? Hai người lén nút hẹn hò nhau ở đây rồi cố tình cho tôi thấy đúng không? Tôi nói đúng mà, đúng không? Em có thôi đi không? Em không thôi đó. Đi về. Không. Đừng có kiếm chuyện nữa mà. Em không có kiếm chuyện. Ngân, Ngân. Nè, anh làm cái gì vậy? Anh muốn đuổi theo nó hả? Em thật quá đáng mà. Em làm gì mà quá đáng chứ? Nè, anh Khôi. Anh Khôi, anh đứng lại. Anh đứng lại đó. Ba năm rồi. 3 năm trời tụi con gần bên nhau. Hơn nữa tình cảm lúc trước hai đứa từng quen biết nhau, lại có sự hậu thuẫn của bác, mà con vẫn không lay động được tình cảm của thằng Khôi là sao chứ? Tại sao lại là do con? Chẳng phải bác cũng muốn con về đây làm dâu để môn đăng hộ đối sao? Tất nhiên là bởi vì con phù hợp với nó, phù hợp với gia đình. Người ngoài nhìn vô không có cười chê. Hơn nữa con lại giúp cho công ty Thiên Trường rất nhiều. Nếu như con phù hợp làm dâu của bác như vậy thì con cũng có quyền yêu cầu có một người chồng yêu thương và chăm sóc con chứ. Phụ nữ là phải biết hy sinh cho chồng con. Tại sao lúc nào bác cũng yêu cầu con phải hy sinh cho con trai của bác, trong khi đó anh ấy chưa từng đáp lại sự hy sinh của con dù chỉ một lần? Con đã hơi quá lý lẽ rồi đó. Con có hiểu sự chân thành và hy sinh hay là không? Không ưa người ta thì nói anh tiếng, mắc gì chọi đầu người ta vậy? Em có cố ý đâu, tại tự nhiên xuất hiện bất thình lình chứ bộ. Quán gì vậy? À, cục kẹo nó bị Kiến ăn nên là em quăng bỏ thôi. Nè, bộ hay ăn răng mực hay lưỡi dịch sabo lắm hả? Liên quan gì? Thì ăn cái gì bổ cái nấy. Ý anh nói em miệng lưỡi hả? Mà anh đoán là chắc em hay ăn ốc heo lắm đúng không? Cái này em biết nè. Ý anh nói em thông minh chứ gì. Không, ý anh nói em giống con heo. Thôi giỡn đó. Nó là bông hồng, đúng rồi đó. Giờ nào. Hiểu rồi. Một bông hồng. Yêu. Giờ vấn đề đó. Không yêu. Một, hai, ba. Ông Hiền nó đánh chết luôn á nha. Dám nói tôi bao hoa. Tặng tôi 1, 2, 3 cái bông hoa là bao hoa. Nói tôi khoác lác hả bà cầm, hả bà cầm, bà cầm. Bỏ ra chưa, bỏ ra chưa. Thôi mình đi ăn nha. Ngân. Hai người lén lút hẹn hò nhau ở đây rồi cố tình cho tôi thấy đúng không? Tôi nói đúng mà, đúng không? Em có thôi đi không? Em không thôi đó. Đi về. Không. Đừng có kiếm chuyện nữa mà. Em không có kiếm chuyện. Ngân, Ngân. Nè, anh làm gì vậy? Anh muốn đuổi theo nó hả? Em thật quá đáng rồi. Nè, anh Khôi. Anh Khôi. Anh đứng lại. Anh đứng lại đó. Anh Khôi. Anh Khôi, anh đứng lại. Em bớt gây chuyện với anh đi. Em không có gây chuyện gì hết. Em chỉ muốn em giải thích rõ ràng thôi. Giải thích? Giải thích cái gì? Anh đang hẹn hò với con nhỏ đó đúng không? Người ta có tên đàng hoàng. Đừng có kêu con nhỏ này nhỏ nọ. Em phải làm sao thì anh mới yêu em đây? Anh là đàn ông kiểu gì vậy hả? Anh lên giường với em cho đã rồi bây giờ anh không chịu trách nhiệm. Tại sao con và nó không hòa hợp nhau mà cứ phải cãi nhau hoài vậy? Con cũng cố gắng nhiều lắm mà không thể nào lay động được anh Khôi. 3 năm rồi. 3 năm trời tụi con gần bên nhau. Hơn nữa tình cảm lúc trước hai đứa từng quen biết nhau, lại có sự hậu thuẫn của bác, mà con vẫn không lay động được tình cảm của thằng Khôi là sao chứ? Tại sao lại là do con? Chẳng phải bác cũng muốn con về đây làm dâu để môn đăng hộ đối sao? Tất nhiên là bởi vì con phù hợp với nó, phù hợp với gia đình. Người ngoài nhìn vô không có cười chê. Hơn nữa, con lại giúp cho công ty Thiên Trường rất nhiều. Nếu như con phù hợp làm dâu của bác như vậy, thì con cũng có quyền yêu cầu có một người chồng yêu thương và chăm sóc con chứ. Con à, phụ nữ là phải biết hy sinh cho chồng con. Và quan trọng hơn cả là sự chân thành. Tại sao phụ nữ lúc nào cũng phải hy sinh? Còn đàn ông thì vô tư thừa hưởng sự hy sinh đó chứ. Tại sao lúc nào bác cũng yêu cầu con phải hy sinh cho con trai của bác, trong khi đó anh ấy chưa từng đáp lại sự hy sinh của con dù chỉ một lần? Con đã hơi quá lý lẽ rồi đó. Con có hiểu sự chân thành và hy sinh hay là không? Hơn 3 năm qua rồi, con gần kề nó như hình với bóng, mà con vẫn không lay chuyển được tình cảm của nó hay sao? Con không thấy à? Anh Phát. Trời ơi. Anh có sao không? Nè, không ưa người ta thì nói một tiếng. Mắc gì chọi đầu người ta vậy? Em có cố ý đâu. Tại tự nhiên xuất hiện bất thình lình chứ bộ. Quán gì vậy? À, cục kẹo nó bị Kiến ăn nên là em quăng bỏ thôi à. Con cục kẹo hả? Ừ. Vậy mà anh tưởng em quăng tim anh chứ. Quăng tim? Em thấy người ta toàn nói là thả tim thôi chứ ai mà quăng tim bao giờ. Ừ thì thả tim. Mà tim em cứng như vậy á, chắc là tim bằng cục gạch hả? Cái anh này, cái gì cũng nói được hết vậy. Vậy mà nói không lại em đó. Qua tìm em có gì không? Ví dụ mà mình nghĩ câu nào nó mới hơn được không? Câu đó nó cũ lắm rồi đó. Bây giờ mình sáng tạo một câu mới hơn đi ha. Vậy chẳng hay công tử ghé tệ xá tìm tiểu nữ có chuyện gì chăng? Gì giống kiếm hiệp quá vậy? Kiếm em cái gì? Nè, mang kẹo qua cho em đó. Kẹo dừa. Kẹo dừa? Ừ, vậy nó mới vừa lòng em. Cái anh này mà làm như em là con nít 3 tuổi giờ cho em ăn kẹo. Tuổi nào mà ông đi ăn kẹo? Kẹo dừa hơn là em răng thiệt á, phải răng giả. Ủa, ăn kẹo thì liên quan gì tới răng thiệt răng giả đây? Kẹo dừa nó rất là dai. Nếu như mà răng giả bỏ cục kẹo trong miệng, em nhai một hồi nó rớt cái răng giả của em ra, sao em nuốt cục kẹo, nuốt luôn cái răng giả vào trong bụng á. Cái cô bé này, từ phim kiếm hiệp rồi qua phim kinh dị luôn hả? Cái gì ghê vậy? Anh cũng nói được hết giờ anh Phát. Trời ơi, người ta ăn kẹo á, kẹo dừa người ta ngậm vô cho nó tan từ từ ha. Mắc cái chi á mà nhai dội nhai vàng quá vậy hả? Em nhai cho nhanh cho hết cục kẹo, trống cái miệng mới trả lời được anh đó. Nè, bộ hay ăn răng mực hay lưỡi vịt sabo lắm hả? Liên quan gì? Thì ăn cái gì bổ cái nấy. Ý anh nói em miệng lưỡi hả? Cái đó em nói nha. Mà anh đoán là chắc em hay ăn ốc heo lắm không? Cái này em biết nè. Ý anh nói em thông minh chứ gì. Không, ý anh nói em giống con heo. Thôi giỡn đó. Cái này chắc anh cũng phải về tẩm bổ là ăn súp ốc heo nhiều mới nói chuyện lại với em. Bây giờ về liền không? Gì thẳng thừng quá vậy? Đuổi ta về luôn hả? Tại em hơi mệt, em muốn vô trong nghỉ ngơi. Vậy thôi, em vô nghỉ đi ha. Rồi anh về anh tẩm bổ. Anh nhớ ăn nhiều vô nha, cho anh thông minh hơn. Còn kia người ta được chứ. Cái cô bé này. Nè, kẹo của tôi nè. Để đi, lấy em ra lấy. Dạch lá tìm sâu hả? Bà này, người ta không thích sâu mà cứ nói sâu 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 hoài. Chứ ông làm gì vậy? Bà cầm, bà cầm. Gì? Bà thấy cái rau này với cái rau này, bà thấy có gì khác không? Thấy chứ, nhìn thấy liền mà. Bà cũng thấy khác luôn hả? Ừ. Khác sao đó tôi nghe coi. Bó lớn bó nhỏ, bó cầm tay trái bó cầm tay phải. Rất là nhây nha. Không vui hả? Thầy giống theo ông mà. Giống ông cái gì? Tôi nhây khác. Tôi nhây có duyên, bà nhây không có duyên chút nào hết trơn á. Vậy thôi đừng hỏi nữa. Nè, nhìn kỹ coi. Nè nè, cái bó này nha, là tôi mua ngoài chợ. Còn cái bó này nè, là rau mình trồng nè. Thấy chưa? Bà thấy cái bó mà tôi mua ngoài chợ thấy nó mỏng manh không? Còn cái bó của mình trồng nè, bà thấy không? Mạnh mẽ, cứng cáp. Đúng không? Đúng không? À, nhìn ra được vấn đề rồi. Tới đây giờ không nói thầy nói vậy đi, biết liền. Bữa này tập gym nè, bữa nay không tập nè đúng không? Ăn nhiều á mà không tập nó lớn mà bụng ra. Chứng tỏ là bây giờ mình năng vận động. Chán nản lắm luôn á, thiệt luôn á. Tuột mút luôn á, mất hứng luôn á. Cái gì mà tập gym ở đây? Giỡn thôi. Ý là định chọn cho ông vui mà ông không vui. Vậy thôi... Nam. Vậy? Giờ tôi có cái này tôi nói ra là ông sẽ có tinh thần liền. Thiệt không? Có tinh thần thiệt không? Thiệt. Tôi mới nghiên cứu ra được một giống mới. Giống cải mới hả? Trời ơi bà Cầm, nay thông minh dữ vậy? Bất ngờ ha. Câu đó là không phải câu khen đâu, câu chê nha. đâu giống nào đâu. Từ từ coi coi. Trước mặt kìa. Nãy giờ vô cứ ngắm mấy bó cải không có để ý gì hết trơn. Ủa là mấy cái này hả? Sao? xa xa nè. Cải lai hoa hồng à. Giống này hơi lạ nha, đặc biệt nha. Cải lai hoa hồng. Nam. Hả? Bình tĩnh nè. Bình tĩnh nha. Ừ. Tôi bắt đầu thấy hơi nghi ngờ rồi đó. Hiểu không? Này. À, cái bông này, hồng này, cái bông... Đúng. Nó là bông hồng. Cái bông hồng này riêng hả? Đúng rồi, nó là bông hồng, đúng rồi đó. Giờ nào. Hiểu rồi. Màu bông hồng. Yêu. Giờ vấn đề đó. Không yêu. Một, hai, ba. Ông Hiểu nó đánh chết luôn á nha. Dám nói tôi bao hoa. Tặng tôi 1, 2, 3 cái bông hoa là bao hoa. Nói tôi khoác lác hả bà cầm. Bỏ nghe chưa. Không được nói nha chưa. Tôi mà bao hoa khoác lác. Trời, chơi chữ với tôi hả? Cuộc sống này bao dung ông quá hả Nam? Sao sống được mấy mươi năm trên đời vậy? Ủa bà Cam? Vô tập tạ. Bà Cam. Sao tự nhiên bữa nay nói triết lý vậy ta? Bà Cam nói tôi bao hoa hả? Bà Cam. Mời mày ăn sáng. Ừ. Con mời bác, em mời anh. Hai đứa ăn đi. Dạ. Con à, công ty của mình lúc này ổn không con? Mẹ cứ yên tâm, mọi thứ ổn hết. Ừ. Anh hai của con á, bây giờ lo chuyện gia đình nhiều hơn chuyện công ty. Mọi việc công ty á là để cho mình con cán đáng. Cũng may á là có Thiên Ý phụ giúp con, chứ không thôi mẹ không có yên tâm. Ừ. Dạ, bác đừng có khách sáo vậy. Dù sao công ty cũng có một phần của gia đình con mà. Bác đừng có lo. Thì cũng là lo cho hai con. Ừ. Dạ bác ơi, con có ý kiến này nè. Hay là bây giờ mình cho cổ phần hóa công ty với hình thức góp vốn để mình có thể quy động được vốn, làm vốn đầu tư được không bác? Ý em là công ty mình xuất hành bản cổ phiếu, trái phiếu để tham gia thị trường chứng khoán mà. Dạ không, ý em không phải như vậy. Ý của con là mình cổ phần hóa rồi kêu gọi góp vốn. Ai góp vốn nhiều hơn thì sẽ có số cổ phần lớn hơn, đúng không? Dạ. Nếu như mà làm như vậy á thì mình sẽ có thêm vốn đầu tư cho công ty á bác. Không được con à. Nếu mà cổ phần hóa công ty như vậy á thì trở thành giống như là cha chung không ai khóc. Rồi kết bè, kết phái, hãm hại người nhà của mình thì sao? Giả lại cái công ty này á, ngay từ đầu á, là do chính tay bác gây dựng nên mà. Nhưng mà bác vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị và bác vẫn là người có số cổ phần cao nhất công ty mà. Con có biết công ty á, là giống như một cái nhà. Cái nhà của mình á, tự dưng á, cho người lạ vào, rồi họ góp vốn vào, sau đó thì họ sẽ lấn chiếm, đuổi cả gia đình mình ra ngoài thì sao? Bác thấy cái chuyện này không được đâu con. Mẹ nói đúng đó, anh cũng không đồng ý với ý kiến này. Thôi, không còn gì để bàn nữa, ăn sáng đi. Dạ. Dạ. Đúng là gừng càng già càng cay. Không lẽ những suy nghĩ của mình đã bị đoán được. Nam. Hả? Ủa sữa cho mấy cụ với lại bánh kẹo cho mấy nhỏ chuẩn bị xong hết chưa vậy? Xong rồi, bị yên tâm đi. Ủa vậy còn mì với gạo người ta giao qua chưa anh? Cũng xong luôn rồi. Để đó tôi làm. Ủa gì vậy? Tôi phụ cho. Thôi, chuyện ai nó làm. Gì vậy Cầm? Có đâu ủa? Ừ mà nói vụ gì báo gì đó có hỏi ông Nam đi hỏi đi. Ủa không biết ba vụ đó đâu. Anh Nam ơi. Hả? Cái ở bên đó đó mấy người lớn tuổi với lại mấy đứa nhỏ có đọc báo không anh? Thôi anh nghĩ chắc là sách báo người ta không cần đâu. Nghĩ là họ cần tình cảm với lại giao tiếp với nhau thôi à. Dạ. Em phụ cho. Nó làm hết đi. Hổng làm. Nó muốn phụ mà nó làm đi. Sáng giờ ngộ ghê á, cọc cằn cái tôi hoài. Ở ngoài trước à. Cái bà này làm gì vậy? Nói chuyện với anh Nam cũng không nói, mà nói được câu á là anh hạt đồ ảnh à. Cái gì mà tức, sáng giờ thái độ luôn á. Nói mà tức mà chịu không nổi luôn á. Thì tao nói hả, cái Đức ngày nào cũng quay chứ. Ông người ai cũng vận động thay đổi hết trơn. Chỉ có mỗi ông Nam là bao nhiêu năm trời vẫn vậy, vẫn cục mịch vậy. Nói ra không hiểu, không hiểu trong đầu cũng chứ cái gì mà tôi nói qua ông không hiểu luôn hết. Mà tự nhiên bà nói anh vậy là sao? Vậy tôi hỏi bà nha, thí dụ bà là Nam, tôi là một bạn nữ nè. Đó, tôi lại tôi tặng bà 3 bông hồng. Bà hiểu gì không? Bạn nam, bạn nữ có nghĩa là có mối quan hệ yêu đương. Không cần biết yêu đương không, nói chung là bây giờ là một nam một nữ nè. Đó, thân thiết nè. Đó, giống như bà là ông Nam đi, tôi là tôi. Đó, tôi lại tặng bà 3 bông hồng. Bà hiểu gì không? Một người nữ tặng con I love you. Hiểu đúng không? Bây giờ con nói trời ơi, cái ý nghĩa của bông hồng mà ai mà không biết là tình yêu. Bây giờ là tặng 3 cái là I love you, là anh yêu em, em yêu anh là ai cũng biết. Mà tại sao ông Nam không biết? Ông không biết. Ông không biết. Ông dịch ra, bà biết ông dịch ra cái gì không? Cái gì? Đồ bao qua. Là trời, bao hồng với mà tôi là đồ bao qua. Trời đất ơi, cái anh Nam này em thời vậy hả? Trời ơi, tại sao lại có một người trời ơi, thì không hiểu là trong cái đầu nghĩ cái gì luôn á. Mà bà cũng kỳ á. Tính anh Nam trước giờ anh thật thà vậy rồi, gặp ảnh mà cứ nói quịch tẹt ra đi. Nó bóng nó gió làm gì không hiểu là đúng. Ủa sao nói quịch tẹt được? Vì sao tôi cũng là con gái mà. Rồi tôi cũng phải giữ ý tứ chút xíu chứ. Mà tôi đã tặng bông hồng trước, có nghĩa là tôi tỏ tình trước, tôi ngỏ lời trước rồi. Mà còn không hiểu nữa thì bây giờ nói cái gì? Hôm nay trả lời nói là em yêu anh Nam ơi. Mấy mốt gặp anh Nam mà cứ nói là anh Nam em yêu anh. Cái đó là tôi bị điên á. Nghĩ sao vậy? Trời chứ ơi. Mà bà cứ bóng nhá hoài hả? Suốt đời không cũng có hiểu đâu. Không có một lần nào nữa đâu, thiệt á, không hiểu luôn. Quá mệt mỏi ổng luôn á. Tôi thấy thái độ của bà sáng giờ là bà cọc cằn với ảnh, nhìn ảnh mà tội nghiệp luôn á. Tội nghiệp gì? Thông minh chút xíu đi, ai cọc cằn. Bây giờ mình đi từ thiện nè. Đi từ thiện là phải vui lên, hiểu không? Cái mặt vậy là không có đi được đâu. Cười lên cái coi. Cười suốt đoạn đường đi cho tôi á. Biết rồi. Ê mà khoan, còn mấy cái phần quà này thì sao? Để tôi. Giỏi tôi. Ông Nam ơi, cái gì cũng kêu người ta, cái gì cũng la người ta. Ông chỉ được nhiêu đó thôi đó. Thôi mày con mới về. Ủa, hôm nay làm gì sớm hả con? Mà sao về có một mình vậy? Rồi Thiên Ý đâu? Dạ con mệt nên về trước. Thiên Ý về sau. Vậy con ngồi xuống đây đi. Mẹ có chuyện muốn hỏi con một chút thôi. Dạ. Sao rồi? Con định là tháng mấy là tổ chức đám cưới, để mẹ biết còn phải chuẩn bị nữa chứ con. Mà thôi, cái đó là hạnh phúc của con. Mày để con từ từ quyết định nha. Để tự con quyết định? Hay là con chần chờ để tìm cách thối lui? 3 năm rồi Khôi à, mình đã là đàn ông thì phải có bản lĩnh rõ ràng và dứt khoát chứ con. Thiên Ý là một người đẹp, tài giỏi, biết bao nhiêu chàng trai săn đón. Tại sao mẹ cứ gán ghép cho con với cô ấy vậy? Là tại vì mẹ yêu thương con. Con cá phải thả về biển, con chim phải thả về trời. Thương con cá là phải thả về biển, thương con chim là phải thả về trời. Cá chậu chim lồng, mày nghĩ tụi nó có hạnh phúc hay không? Ý con nói là mẹ muốn giam cầm con đó hả? Phải. Mẹ ràng buộc con bằng những mong muốn của mẹ. Sao con nghĩ mẹ như vậy? Hay là con làm tất cả vì cô Ngân? Không phải vì Ngân, mà vì tình cảm riêng tư của con, vì những mong muốn của con. Mẹ làm con nhiều lúc con quá mệt mỏi, con không còn động lực để cố gắng trong tất cả mọi chuyện. Con xin lỗi, con mệt quá. Mình thương con như là sai cách à? Mẹ nghĩ lại, thằng Khôi nó nói đúng. Sự yêu thương của mẹ khiến cho tụi con đau khổ. Yêu thương một ai đó là cho họ điều mà họ cần. Biển cả dù có bao la rộng lớn, nhưng con cá nước ngọt cũng không thể nào bơi ra đó để dễ dùng được, phải không mẹ? Mẹ cảm ơn con nha mẹ. Nhưng mà em không thể nào nhìn thấy Ngân ở bên Khôi được. Nếu làm như vậy em sẽ mất trắng. Không phải là gia đình của em đã bỏ vào công ty này năm tỷ sao? Đừng có để mất cả chị em trai. Trời đất ơi, gần nửa triệu đô cho trái cây chế biến sẵn. Có gì đâu, bây giờ mình biến khách hàng của Thiên Trường thành khách hàng của mình bằng cách là con đừng có báo với thằng Khôi với Thiên Ý. Mục đích của chúng ta là mình cứ dỗ bé Thiên Trường để mà thịt. Nhưng mày yên tâm đi, con đã có khách rồi. Con cá phải thả về biển, con chim phải thả về trời. Thương con cá là phải thả về biển, thương con chim là phải thả về trời. Cá chậu chim lồng, mẹ nghĩ tụi nó có hạnh phúc hay không? Ý con nói là mẹ muốn giam cầm con đó hả? Phải. Mẹ ràng buộc con bằng những mong muốn của mẹ. Mẹ làm con nhiều lúc con quá mệt mỏi, con không còn động lực để cố gắng trong tất cả mọi chuyện. Mình thương con như là sai cách à? Con chào mẹ, con mới qua. Ừ. Ủa, con qua một mình hả? Kiên với Bòn Bon đâu? Dạ, anh Kiên ghé qua công ty có chút chuyện, còn Bòn Bon thì đi nhà trẻ, chưa tới giờ rước mẹ. Ừ. Mẹ ơi, con có mua ít đồ bổ cho mẹ nè. Ừ. Mẹ cảm ơn con nha. Dạ. Ồ, mẹ không khỏe trong người hả mẹ? Con đưa mẹ đi khám nha. Thôi được rồi, không sao hết á. Tuổi già mà, cho nên mẹ hay mất ngủ. Dạ, chắc là mẹ lại lo cho chú Khôi với lại Thiên Ý phải không? Con thật là hiểu chuyện. Con hiểu mà, người mẹ nào cũng lo cho con cái, lo cho con chưa xong rồi lại lo đến cháu. Bởi vậy con thương mẹ lắm. Mẹ cảm ơn con nha. Thật sự là con nói đúng những suy nghĩ của mẹ đó. Hai đứa nó làm cho mẹ rầu hết sức vậy đó. Mẹ à, chú Khô với lại Thiên Ý cũng lớn rồi. Bây giờ mẹ đừng có lo nghĩ nhiều quá. Mẹ hãy giữ sức khỏe. Mẹ đi chơi, đi du lịch đi. Kiều à. Dạ. Nghĩ lại trước đây á, mẹ hay nặng nhẹ, hay trách móc con. Con có buồn mẹ không? Dạ chưa bao giờ con buồn mẹ hết á. Con hiểu tất cả những việc mẹ làm là mẹ lo cho các con thôi. Mẹ nghĩ lại thằng Khôi nó nói đúng. Sự yêu thương của mẹ khiến cho tụi con đau khổ. Yêu thương một ai đó là cho họ điều mà họ cần. Biển cả dù có bao la rộng lớn, nhưng con cá nước ngọt cũng không thể nào bơi ra đó để dễ dùng được, phải không mẹ? Mẹ cảm ơn con nha. Mẹ. Nè, cho con nhiều bánh nha. Khoan khoan còn kẹo nữa nè. Rồi bánh con nè. Con cầm coi chừng rớt nha. Rồi. Từ từ còn nữa nè. Cho con nhiều luôn. Dạ em gửi chị. Dạ. Con lại đang nói nhận quà đi. Có các cô chú tặng quà kia. À rất kẹo kìa con. Đây cô lụm cho. Cầm giùm tôi. Cảm ơn anh. Con chào cô. Cô chào con. Con ngồi xuống đây được không cô? Ừ, được chứ. Con ngồi đi. Dạ. Cô ơi, tụi con có chút quà gửi biếu cô. Cô cũng có nữa hả? Dạ có chứ. Cô cảm ơn con nha. Mà sao cô không qua bên đó chơi với tụi con mà ngồi đây mình vậy cô? Cô thấy mọi người vui là cô vui rồi. Bộ ở đây ít người tới thăm lắm hả cô? Thỉnh thoảng cũng có những đoàn từ thiện tới đây chứ con. Rồi những người thân của mọi người ở đây cũng có tới thăm họ nữa. Chỉ có cô là không có ai thôi à. Chắc là con cô bận làm công chuyện nên là chưa tới thăm cô được á. Cô đừng có buồn nha. Con cô nó không biết cô ở đây. Cô bỏ nhà đi hả cô? Đâu có. Cô nghe mọi người nói cô bị tai nạn, rồi khỏe rồi mọi người đưa cô vô đây. Cô không nhớ gì hết ngoài cái ký ức thằng con trai nhỏ xíu của cô. Lúc nào nó cũng thích ôm con gấu bông. Vậy thôi đó. Cô ráng lắm nhưng mà không thể nào nhớ cái gì hơn được. Cô không nhớ bất cứ chuyện gì luôn hả cô? Không con. Nghe cô kể con thương cô quá à. Ngân ơi. Dạ Ngân ơi. Dạ em nghe rồi. Cô ơi, tới giờ con phải về rồi. Có gì con rảnh con tới thăm cô sau nha cô. Chào cô, con về. Con quên giới thiệu với cô. Cô tên là Ngân. Cô đừng có quên tên con nha. Cô nhớ rồi. Dạ, chào cô, con về. Anh vẫn còn giận em hả? Chuyện gì? Chuyện hôm trước em và anh cãi nhau đó. Không. Tại sao em và anh phải lạnh nhạt với nhau như vậy? Đó là anh đang nghĩ cho em. Ở đây đang là công ty, mình không nên nói chuyện riêng. Em đâu có đem chuyện riêng vô bàn làm việc mà nói đâu. Tùy em. Anh Khôi à, mình đừng có làm khó nhau như vậy nữa được không? Tất cả mọi chuyện anh làm đều là nghĩ cho em. Nghĩ cho em hả? Nếu như anh nghĩ cho em thì tại sao đến tận bây giờ anh vẫn chưa kết hôn với em? Ở ngoài kia bao nhiêu người đàn ông ưu tú sẵn sàng chờ em, đợi em bằng cả con tim và khối óc. Tại sao em không chọn? Em lại chọn một người như anh. Vì em yêu anh. Anh xin lỗi. Tình yêu của em anh không đáp trả được. Anh Khôi à, em nghĩ là gặp nhau là một cái duyên. Để bên cạnh nhau lâu dài thì mình cần phải cố gắng. Hay là anh cố gắng một lần nữa anh Khôi? Mình nên nhìn vào thực tế. Chuyện đến hôm này để khiến chúng ta rơi vào dằn vặt và đau khổ. Vậy tại sao hôm trước anh còn hứa là cưới em? Anh đã làm cho em rất hạnh phúc mà bây giờ lại nói như vậy. Không lẽ em đang cảm thấy hạnh phúc chứ còn phải đau khổ à? Em sẽ rất đau khổ nếu như trong vòng tay của anh là một cô gái khác. Tình yêu muốn nó bay xa thì phải cho nó một đôi cánh. Em không muốn anh bay đi đâu hết. Anh thử một lần đúng anh Khôi? Em tin là nếu như mình kiên trì thì sẽ có kết quả tốt mà anh Khôi. Tôi nghĩ à, mình đừng quá miễn cưỡng, sẽ không có hạnh phúc. Anh luôn luôn muốn em được hạnh phúc, nhưng không phải bằng cách này. Vậy còn chuyện đám cưới của mình? Chà, có bộ con hổ của em có nhét vô trong cái lòng thì cũng khó mà huấn luyện ha. Anh Thôi sát muối lên vết đau của người khác được không? Không hề, anh chỉ là thẳng thắn thôi. Anh nghĩ có lẽ là em đang huấn luyện nó sai cách thì phải. Ý của anh là sao? Thì em nghĩ coi, con hổ thì nó thích ăn thịt, em lại bắt nó đi ăn cỏ thì làm sao em có thể huấn luyện nó, nói nó nghe được chứ. Nhưng mà em không thể nào nhìn thấy Ngân ở bên Khôi được. Nếu làm như vậy em sẽ mất trắng. Không hề. Em không hề mất trắng. Em vẫn còn công ty mà. Ý của anh là không phải là gia đình của em đã bỏ vào công ty này 50 tỷ sao? Đừng có để mất cả chì lẫn chài chứ. Trời ơi, nắng quá, tôi mệt, tôi muốn xỉu luôn á. Thiệt á, thở không nổi luôn á. Đây, nước đây, nước đây. Một miếng thôi. Bà cầm. Ngân. Cảm ơn anh. À, trời, nắng gì mà khô ý chí quéo ước mơ hết. Nói gì vậy Cầm? Cái gì? Cái gì mà ý chí ước mơ gì quéo gì héo vậy? Ý là nóng quá chịu không nổi á. Biết gì tôi ở quê là tôi không có lên thành phố đâu trời. Không lên thành phố sao bán rau sạch cho người thành phố? À, nói chung là tại vì nắng quá nên giờ tôi lười rồi, tôi không muốn làm gì nữa hết trơn. Tụi mình làm nông nghiệp á là phải làm nông nghiệp thông minh, chứ không phải là trồng xong đợi người ta tới mua. Em nghĩ á là mình phải quảng bá thêm ở những cái kênh digital để mà người ta biết tới kênh của mình nhiều hơn, rồi biết tới rau của mình nhiều hơn nữa. Nè, cái chuyện mà chuyên môn trồng trọt á nha, là cái chuyện đó là chuyện của anh rồi. Bây giờ cái chuyện quản lý rồi cái chuyện quảng cáo marketing rồi đó là cái chuyện của hai người nha. Do thời tiết đó, nắng quá nên tôi không biết gì hết á. Marketing là bà nói sao tôi nghe vậy. Anh Nam nè, em thấy á mình nên mở một cửa hàng rồi trưng bày những sản phẩm rau sạch organic của mình. Sau đó nha, mình quay thêm những cái clip á để giới thiệu về rau, mà những cái clip đó là phải thật là vui nhộn, thu hút người ta nữa. Clip hả? Ê, clip cũng được á. Ê, nhưng mà clip thì phải có nội dung nha. Mà có nội dung thôi á cũng chưa đủ nữa. Mấy cái người mà quay clip á là phải là trai xinh gái đẹp. Trai xinh hả? Thái độ gì vậy? Bà thái độ gì vậy bà Cầm? Thái độ mắc ói á. Mắc ói gì vậy? Ủa? Tôi không phải là một trai xinh à. Không có. Xin lỗi nha, tôi cho những xinh mà tôi còn 6 múi nữa nha. Không có con trai nào mà nhận mình xinh ấy. Bà kiếm trai xinh thì nó trai xinh. Ông chỉ có nước xình thôi chứ nó xinh gì. Cái gì? Xình hả? Ủa nè ngửi đi, mùi xình nè ngửi đi. Trời ơi, thiệt luôn á. Mà nói là trai xinh. Nghĩ sao mà xinh hình tượng vậy, mà xinh cái gì mà xinh. Sao không xinh? Nè. Nghe nè, hay sau này á em nhốt hai người vô chung một phòng với nhau, suốt ngày cãi lộn với nhau, thích chứ bộ. Được, nhốt đi để cho ngửi mùi xình. Ôi ghê, nhốt này quá giọt cái ghê. Quá giọt cái gì? Em nghĩ ra điều này nè, hay là hai người đóng nam chính với nữ chính luôn đi. Chơi với nhau lâu rồi chắc chắn là hiểu ý nhau, dễ ăn ý lắm á. Ai? Bà với anh Nam. Tôi với ổng hả? Ông ý chỗ nào? Không được đâu. Coi vậy chứ không diễn không có hợp gơ nhau đâu, không được đâu. Anh thấy được mà. Thôi không được đâu, anh hơi mùi xịn lắm, không có được đâu. Không. Ý là tôi nói là gái đẹp ở đây là bà đó. Tôi? Ừ. Bà sẽ đóng cái clip đó, quay cái nội dung quảng cáo về rau của mình. Còn trai xinh hả? Tôi sẽ kiếm cho bà. Khỏi kiếm, có tôi nè. Ai vậy? Chào cả nhà. Giới thiệu với hai người, đây là anh Phát, hàng xóm của em á. Giới thiệu với anh Phát, đây là Cầm, nhỏ bạn thân nhất cuộc đời của em. Còn đây là anh Nam, bạn thân nhất cuộc đời của Cầm. Chào Nam, chào Cầm. Tôi có thể ngồi được không? Được. Ngồi đi anh. Ngồi đấy. Hình như là nãy nghe loáng thoáng gì là tìm trai đẹp đúng không? Ừ. Ngồi trước mặt nè. Đâu? Anh lại tự tin thêm một lần nữa hả? Không, ngừng. Ngon cơm á. Nhìn kỹ là được á. Nhưng mà tụi em á, không có tiền cao trả cho anh đâu nha. Anh đâu cần cách xê đâu. Mà nghe nói là đóng phim cũng có cơm hộp hay bánh mì đúng không? Không. Là có hay không? Có. Yên tâm đi. Cho anh ăn cơm với lại rau suốt đời luôn. Ăn chay vậy luôn hả? Được không? Ừ. Thôi, tính gì á, tính kỹ đi ha. Dù gì á cũng đang ở không, để làm diễn viên kiếm thêm. Chứ vài bữa tôi bận lắm á, không có đủ thù lao trả cho tôi đâu ha. Anh cao giá vậy luôn á hả? Chứ gì nữa. Vậy thôi chắc tụi em phải tính lẹ quá à. Rồi bây giờ là chốt nha. Đây là nữ chính nha, đây là nam chính nha. Chúng ta sẽ làm một cái clip nói về rau organic của mình nha. Rồi, quyết định luôn vậy ha. Quyết định vậy đi. Bây giờ nội dung mình làm là về rau, về tình yêu ha. Ê, nghe hấp dẫn á. Đúng rồi. Con đường đến tình yêu phải thông qua cái bao tử. Được. Cái gì? Con đường đến tình yêu thông qua bao tử hả? Thông qua cái miệng. Cái miệng trước mới tới cái bao tử. Trời thiệt luôn á, sao nói hai câu rồi câu thứ ba là phải cãi nhau vậy? Đừng có cãi mấy chuyện tào lao nữa rồi, bạn kế hoạch như nè. Thôi bây giờ đi. Phân công việc trước nè. Em là đóng vai nữ chính. Rồi. Anh Phát là nam chính. Rồi. Còn bà? Tôi là sản xuất, kim đạo diễn luôn. Ủa, còn tôi? Anh Nam. Ông hả? Tôi mướn ông về quay phim với là chạy hiện trường, lo nước nôi rồi các kiểu. Đó vậy đó, ánh sáng rồi set up đồ thiết kế rồi các kiểu vậy đó. Ủa khoan khoan, vậy là chốt lại là tôi làm cái gì? Cu ly. Trời ơi là trời, sao mà buồn dữ vậy trời? Sao, có chuyện gì? Sao mà buồn, bị sếp la đúng không? Sếp la mắc gì tôi buồn, chừng nào sếp đuổi tôi đi rồi tôi mới buồn. Ừ, cái đó thì buồn thiệt á, buồn chết luôn á. Mà, bà buồn phiền gì quá nhiều tiền, đúng không? Ông có điên không? Có ai nhiều tiền mà đi buồn không? Có chứ, người ta không biết xài sao người ta sẽ buồn. Ủa, tôi buồn miệng không được hả? Rồi, bây giờ bà ăn gì tôi đi mua cho. Thôi khỏi, đợi ông đi mua thì lúc đó tôi buồn qua cái khác rồi ha. Buồn gì nữa? Buồn ngủ. Trời ơi, ông còn nhớ không? Nè, bữa trước á, ông đi mua cho tôi cái gì? Gà rán. Mà đến lúc mà con gà đầu thai 8 kiếp rồi ông vẫn chưa về tới nơi. Ông nhớ lại đi. Thì bữa đó đang đi mua gà thì hư xe đẩy muốn chết luôn, không khen người ta câu nào xài xể nữa. Ủa, vậy cách đây 2 ngày thì sao? Ông nói á, để đông đi mua chuối chiên nha. Tôi tưởng ông về quê ông hái chuối về ông mới chiên cho tôi được đó. Trời ơi. Thôi mà, xin lỗi mà, tại vì bữa đó đang đi mua chuối thì sếp kêu đi công chuyện thôi, trùng hợp thôi. Trùng hợp hợp hoài à. Lúc nào cũng có lý do lý cháu hết trơn á, trùng hợp hoài vậy. Gì vậy? Anh đi mua đồ ăn cho em đó. Ê, trời ơi, tính anh dễ thương quá à. Trời, anh mua đúng món em thích luôn, em đang buồn miệng muốn chết luôn nè. Anh biết là giờ này là em đang chuẩn bị đói, cho nên anh đi mua bánh tráng trộn cho em nè, rồi rau câu cho em nữa nè. Trời ơi, tính em không ngờ anh là một người đàn ông tâm lý vậy. Chuẩn men nha anh. Nè he, đó giờ biết bao nhiêu lần tôi mua đồ ăn cho bà có khen tôi lấy một câu đâu. Bây giờ người ta mua cho bà một tí xíu thôi, bà khen người ta nứt cái lỗ mũi. Chắc là do bạn của mình chưa được tinh tế thôi. Đúng rồi đó. Nè, ông nên nhớ lại đi. Ông đi mua đồ ăn cho tôi đói gần chết rồi, đồ ăn còn chưa về. Còn đằng này, anh tính á, tôi chưa kịp đói, anh đã mua đồ ăn về rồi. Đúng không? Tôi phải khen anh chứ. Ok nè, cười quá. Mai em ăn gì, anh sẽ mua cho. Ê, anh tính không mấy mai đổi món được không? Ok baby. Trời ơi, ê nói nghe nè, ngày mai á tụi mình không có hợp, tụi mình ao về sớm tụi mình ăn lẩu đi. Yeah. Ăn lẩu cá. Ê, alo mọi người ơi, tôi không phải người vô hình ạ. Ông không phải vô hình, nhưng mà ông rất vô tình, vô tâm, vô duyên và vô tích sự. Ngon tiểu lên tiểu xuống. Khóc hết nước mắt. Ăn không? Không. Không ăn thôi. Trời ơi. Giá cổ phiếu công ty này lại tăng nữa. Biết vậy hôm qua mua cho rồi đi. Chờ anh thì cũng không có nhà để ở. Ủa? Vậy là em mua rồi hả? Chứ làm sao? Cái nhà này mà không có em á, không làm nên trò trống gì đâu. Giỏi, giỏi. Con có cái này cho hai người coi nè. Em coi đi. Gì vậy? Trời đất ơi, gần nửa triệu đô cho trái cây chế biến sẵn. Mua về rồi bán cho ai? Giá trị hợp đồng này hơi lớn á. Gần 10 tỷ tiền Việt lận. Thiên Trường sắp vô một mẻ lớn rồi. Ừ. Rồi sao con? Bỏ qua hả? Họ muốn ký với Thiên Trường chứ có phải muốn ký với con đâu. Có gì đâu. Bây giờ mình biến khách hàng của Thiên Trường thành khách hàng của mình bằng cách là con đừng có báo với Khôi với Thiên Ý, mà con lấy khách của họ biến thành của mình, hốt luôn cái mẹ này. Ba con nói đúng đó. Mục đích của chúng ta là mình cứ dỗ béo Thiên Trường để mà thịt. Đúng là nồi nào úp dung đó là có thiệt. ba với dì là trời sinh một cặp. Ừ. Xấu xa gian xảo. Dạ, chà, 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 chà. Hey, xấu xa gian xảo ha, nói luôn gọn luôn là mưu mô xảo quyệt luôn đi nè. Nếu không có ba mày mưu mô xảo quyệt thì làm sao mày có tiền mà phá mấy năm nay. Đừng ăn nói cái đó nha con. Mưu mô xảo quyệt mà có tiền, giàu có là được rồi. Ba sao vậy? Nhưng mày yên tâm đi, con đã có cách rồi. Con vẫn còn chưa quên nó nữa hả? Con phải trả lời sao đây? Tùy con. Mẹ biết trước câu trả lời rồi mà. Cho người ta một cơ hội đi thì cũng có nghĩa là cho mình cơ hội đó con. Con cũng muốn mình có một cơ hội để được bình an trong tâm hồn. Con gái của tôi á, mắc mớ gì mà phải để cho nó chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi như vậy hoài còn gì là thanh xuân, là tuổi trẻ của nó. Với lại con gái của tôi đâu có mất giá đến như vậy. Thì thằng Khôi á, nó đã bảo rồi là nội trong nay là sẽ tổ chức đám cưới. Tôi cho bà thời hạn 1 tháng. Ở bên gia đình của bà nói rõ ràng với bên gia đình của tôi, cưới hay không, chừng nào cưới, còn không cưới á thì thôi vậy. Này cô bé ơi, anh chỉ thích ăn rau của em thôi, anh không ăn rau của bà bán rau đâu. Thiệt không? Làm sao để em tin? Em không có tin đâu. Vậy thì anh sẽ ăn hết mớ rau này để cho em tin anh nha. Good.